2 của công ty cổ phần kiến trúc Kitato. Thì ngày sáng hôm nay anh em mình có chuyến khảo sát đi đến nhà anh Bằng tại Hoàng Hóa Thanh Hóa. Thì anh có nhận công ty mình đến khảo sát thiết kế cho một ngôi nhà 2 tầng hiện đại. Mời các bạn xem quá trình khảo sát của công ty mình tại nhà anh. Thì các bạn, hôm nay là cung đường đi đến nhà anh Bằng tại Hoàng Hóa Thanh Hóa. Thì mời các bạn xem cung đường đi đến nhà anh. Tiếp theo mời các bạn xem quá trình khảo sát của công ty mình tại nhà anh Bằng. Chào các bạn, đây là khuôn viên đất nhà anh Bằng tại Hoàng Hóa Thanh Hóa. Đây là cái khuôn viên khu đất nhà anh, thì phía trước đây là cái đường giao thông đang là 5m đúng không anh? 6m, đây là đường 6m. Thì anh dự định xây nhà 3 tầng thì chắc cái sân phía trước anh cách khoảng từ cái đường này cách khoảng 5-6m tùy các bạn thiết kế thôi. Về phía bên tay trái đây thì cái đường đang hiện trạng là cái đường 2m, nhưng mà sau này sẽ làm rộng thêm và mít đây sang là 5m nữa là cái đường sau này là 7m. Thì các bạn lưu ý thiết kế là cái cửa sổ cái hướng này thì các bạn thiết kế cửa sổ vào. Về cái khuôn viên khuôn đất thì chiều sâu nó là 25m, thì anh dự định thiết kế khoảng 14-15m. Thì các bạn tùy các bạn thiết kế để bố trí phòng. Chiều ngang ngôi nhà mình là đang là 5m. Về thoát phần điện là điện phía trước này và nước sạch sau này cũng là phía trước. Thoát nước thì có cái rãnh thoát nước phía sau. Để trong quá trình thiết kế có gì các bạn cứ trao đổi mình. Chào các bạn, đây là công viên khu đất nhà anh Bằng tại Hằng Hóa Thanh Hóa. Thì đây là công viên khu đất nhà được bao xung quanh cái màu xanh như thế này. Thì anh có kèm theo cái sổ đỏ thì chiều ngang ngôi nhà là 5m và chiều dài là 25m, nhưng mà anh dự tính xây dựng nhà 3 tầng, nhưng mà tổng diện tích thì khoảng 200m² thôi. Thì nên là mỗi tầng có thể là 5 x 14 hoặc là 5 x 15 hoặc là thấp hơn, thì tùy cái cách mà các bạn bố trí phòng. Thì công năng thì các bạn xem trong tờ thông tin thiết kế cho mình. Có tầng 2 anh muốn làm lệch tầng, thì các bạn cứ trao đổi trực tiếp với anh. Về hướng nhà thì đây là hướng 102 độ đông. Về những kích thước có liên quan thì cái đường bên nhà đây là đường 2m, nhưng mà sau này nó sẽ mở rộng là 7m rưỡi. Thì anh muốn làm những cái phần mà cửa sổ bên đây, muốn làm những cửa sổ để lấy sáng, các bạn chú ý giúp mình bên đây. Về phía trước thì đường giao thông là 6m. Về điện nước thì là phía trước nhà thoát nước thì sẽ thoát vào cái rãnh phía sau nhà này. Đất hiện tại là đất ruộng nên là chắc là các bạn phải làm móng cọc và các bạn thiết kế móng cọc. Thì trong quá trình thiết kế có gì các bạn cứ trao đổi với mình. Thank you.